Đây là một dòng Mazda 3 đời 2016, 4 thắng điện, cực kỳ mạnh luôn, cực kỳ rộng và thoải mái. Xe này trang bị là 4 túi khí cột, cực kỳ rộng, đèn cực kỳ sắc nét, một cái dàn mâm chủ trước đã lên 4 thắng điện ABS, rất là êm luôn anh chị ha. Đó, anh chị ha. Rất là tuyệt vời. Anh chị nhìn ha, đạp phát là giọt rất là mạnh. Và nhìn cái bộ lăng anh chị cũng biết rồi. Một cái thương hiệu gọi là Mazda. Mazda thì anh chị biết rồi đó, là form dáng rất là thể thao. Bây giờ em chỉ có quay bên trong rồi thôi, anh chị nào thì nhìn thấy ghiền rồi. Tí xíu nữa em sẽ ra bên ngoài quay cho anh chị ha. Và cái dòng này á, là được có cái là trang bị là hộp số tự động nè, lạy số tay vô lăng nè. Và đạp cực kỳ giòn. Và riêng cái dòng này á, là chỉ có dành riêng cho gia đình đi thôi anh chị ha. Không có dịch vụ, không taxi, không gì hết. Anh chị nhìn cái vô lăng không đã hiểu ha. Rất là đẹp. Em chạy mà em thả tay ra là anh chị thấy nè. Form dáng cực kỳ thể thao, nhích nhẹ là nó giòn lắm anh chị. Vậy nhìn toàn bộ rất là sang. Đây anh chị thấy không, bên ngoài của chiếc xe ha, cái dòng này là dòng hatchback nha anh chị nha, hatchback. Nhưng mà được có cái là dài cùng rộng anh chị, tại cái form xe nè nó rộng. Đây là một dòng thương hiệu là Mazda 3 ha, đời 2016. Và giá thì bên em đang bán là coi như là 435 triệu. Đó, cho một chiếc xe như thế này, anh chị thấy mâm không? Rất là đẹp, thể thao ha, 4 thắng địa nè anh chị nhìn nha. Chủ trước này rất là chịu chơi, lên cái bộ mâm này mâm mới nha anh chị nha. Cực kỳ sang trọng và ấn tượng cho một chiếc xe Mazda 3 như thế này. Và giá tiền rất là vừa phải. Cho anh chị xem cái mặt ga lăng trước này. Không còn gì bằng anh chị. Không còn gì chê hết. Tuyệt vời luôn. Chỉ có bỏ ra có 35 triệu thôi là có một chiếc xe như thế này. Đi gia đình, đi ra đường là coi như là ai cũng phải liếc mắt mà nhìn thôi anh chị ha. Bây giờ em bật cái dàn đèn lên cho anh chị xem. Cái dòng này anh chị nè, máy rất là nhỏ, nghe thì thầm luôn, rất là nhỏ và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ha. Nếu mà anh chị mà đi dòng này chỉ có là khoảng chừng 6 đến 7 lít trên 100 cây thôi. Nhưng mà đạp cực kỳ ấn tượng, làm cực kỳ mạnh luôn. Đăng kiểm thì còn rất là dài nha anh chị nha. Đến tháng 7 năm 23 lận. Xe vừa mới về luôn. Không phải làm gì nha anh chị nha. Nó có những cái vết chày nhẹ này. Nếu mà anh chị nào mà lấy á, thì em sẽ làm lại ha. Còn cái này chủ trước người ta đi, người ta chạy nhẹ thôi, không đáng kể. Và xe thì cam kết nguyên zin, không lỗi, không ngập nước. Đây, mời anh chị. Anh chị thấy bên trong không? Rất là sang trọng, màn hình này kia đầy đủ hết ha. Rất là tuyệt vời. Riêng cái phần vô lăng anh chị nhìn đó, anh chị đã biết rồi đó. Người ta chạy rất là ít ha. Xe này là Odo, để em coi cho anh chị luôn ha. Cái khoang này nè anh chị, ngồi rất là sướng luôn. Xe này đi là được là coi như là 114.000. Odo 114.000 ha. Và cái khoang ngồi nè anh chị, rất là thoải mái. Và xe này là sẽ có là một cái cửa sổ trời nha anh chị nha. Để em giờ em mở ra luôn cho anh chị. Cửa sổ trời. Và cái hàng ghế thứ hai, cho anh chị xem hàng ghế thứ hai. Riêng những cái dòng xe hatchback thì thường cái hàng ghế thứ hai rất là chật. Và đặc biệt cái xe này cực kỳ rộng và thoải mái anh chị, ngồi rất là thoải mái luôn. Khi mà anh chị đi chơi đi du lịch ha, rất là thoải mái. Và túi khí thì sẽ có là hai trụ hai bên có túi khí hết nè. Xe này trang bị là 4 túi khí anh chị, 4 túi khí. Rất là an toàn. Anh chị nào mà lấy những cái chiếc xe này về đi thì nói chung là rất là đẹp. Và cái cốp cực kỳ rộng. Rất là rộng ha. Anh chị xem bên dưới.
bánh xe cua. Thì xe thì bên em sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị nha. Biển số 60 Đồng Nai em sẽ bao rút hồ sơ. Anh chị thấy không? Thương hiệu Mazda. Và đèn cực kỳ sắc nét và ấn tượng ha. Cho anh chị xem phần gầm luôn ha. Sáng, sạch. Anh chị thấy không? Một cái dàn mâm chủ trước đã lên cực kỳ đẹp. Thì anh chị nhìn cái phần máy không? Máy móc cực kỳ êm ái. Rất là êm luôn anh chị ha. Và máy dòng này thì bên em sẽ bảo hành máy cho anh chị 3 tháng. Nhưng mà nói em với anh chị luôn, những cái xe mà đời như thế này và những cái xe dòng gia đình như thế này, máy móc thì anh chị cứ yên tâm, chỉ việc chạy và thay nhớt định kỳ cho em, bảo dưỡng đàng hoàng, bảo đảm với anh chị là xài rất là bền. Riêng cái dòng Mazda này anh chị. Và còn có phần keo chỉ trên này cùng bạn, à, bên em sẽ cam kết nè. À, anh chị thấy không? Rất là tuyệt vời. Anh chị nào mà thích những cái dòng xe thuộc phân khúc Mazda như thế này thì hãy nhấc máy alo liền cho bên em ha, để được sở hữu và trải nghiệm những cái dòng xe như thế này. Thôi, em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.